Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thẻ căn cước, tít mù, rồi lại vòng quanh và đỉnh cao trí tuệ của lãnh đạo Việt Nam thế nào Trước và sau luật căn cước được Quốc hội Việt Nam thông qua Đa số người dân không hài lòng với chính sách thay đổi liên tục mẫu giấy tờ cá nhân của Bộ Công an Kể từ năm 2016, giấy chứng minh nhân dân đã được đổi thành Thẻ căn cước công dân Đến năm 2021, Bộ Công an lại cho đổi sang Thẻ căn cước công dân có gắn chip Và năm 2024 đổi là thẻ căn cước. Nếu tính từ năm 1957 ở miền Bắc và từ năm 1975 trên cả nước, công dân Việt Nam đã trải qua các loại giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân có 9 chữ số, chứng minh nhân dân có 12 chữ số, căn cước công dân mã vạch, thẻ căn cước công dân gắn chip và đến nay tạm dừng loại thẻ căn cước, một mẫu giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam. Đó là lý do khi thảo luận về dự luật căn cước đã có một số đại biểu quốc hội nêu ý kiến rằng việc đổi giấy tờ tùy thân quá nhiều lần của bộ công an sẽ tạo dư luận không tốt trong nhân dân được biết bộ trưởng bộ công an tô lâm thời điểm đó đã bận minh trước quốc hội rằng việc đổi mẫu thẻ căn cước là việc phù hợp không tác động đến chi ngân sách nhà nước chi phí của xã hội cũng như tâm lý người dân nhưng phát biểu không đúng của bộ trưởng bộ công an tô lâm đã bị ông nguyễn sĩ dũng cựu phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội phản bác trên tờ báo tuổi trẻ vào ngày 29 tháng 11 cho rằng khi luật pháp được ban hành mới hoặc được sửa đổi thì chi phí tuân thủ có nhiều khả năng sẽ phát sinh. Nếu nhìn lại hành trình vòng vèo của hệ thống giấy tờ tùy thân của công an dân Việt Nam sau 78 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản, người ta mới thấy rõ thế nào là đỉnh cao trí tuệ và họ vẫn tự sướng với nhau. Sơ đồ minh họa lòng vòng của mẫu giấy tùy thân ở Việt Nam sau mấy chục năm thì lại quay về ban đầu đây là một điều chớ trêu và dư luận đặt ra câu hỏi về trí tuệ của các lãnh đạo hàng đầu ở Việt Nam kém đến thế nào. Hiện nay, người dân Việt Nam muốn được cấp hoặc đổi thẻ căn cước công dân thì phải tới công an quận, huyện làm thủ tục. Thời gian làm thủ tục từ khoảng vài chục phút đến vài tiếng, tùy theo địa điểm rồi phải mất khoảng 2 tháng mới được cấp thẻ, dù theo quy định là từ 7 đến 15 ngày mà thôi. Đó là chưa kể đến việc chuyển đổi mẫu giấy tờ thủy thân đã gây ra sự bất tiện rất nhiều cho người dân, khi giấy chứng minh nhân dân được đổi thành thẻ căn cước công dân. Sau đó, thẻ căn cước và số của giấy chứng minh nhân dân không đồng nhất, nhưng người dân gặp khó khăn khi giao dịch ngân hàng hoặc thực hiện các thủ tục dân sự khác. Dư luận thấy rằng, dù giấy tờ tùy thân có tên gì, mẫu mã ra sao, thì thủ tục cấp mới hay cấp lại giấy tờ tùy thân ở Việt Nam gặp vô cùng phiền toái. Tờ báo BBC News tiếng Việt đã tham khảo, về việc làm thẻ công dân ở Thái Lan. Theo đó, thẻ công dân ở Thái Lan kể từ năm 1943 đến nay đã thay đổi 5 lần. Cụ thể, vào năm 2009, thẻ công dân Thái Lan đã thay đổi từ thẻ nhựa sang được gắn chip mã vạch, được gọi là Smart Card, tức là thẻ thông minh. Chịu trách nhiệm làm thẻ là Bộ Nội vụ, một cơ quan thuộc chính phủ Thái Lan. Đáng chú ý, người dân có thể hoàn toàn thay đổi thẻ công dân thuận tiện và dễ dàng khi đi đến các trụ sở, tức là các quầy, đổi thẻ nằm ở trạm tàu điện hoặc siêu thị. Các đồng nghiệp Thái Lan cho biết quy trình làm thẻ chỉ mất hơn 10 phút và họ không phải đổi thẻ gì từ năm 2009 cho đến nay. Nói về nguyên nhân tại ra đường đi lòng vòng của thẻ căn cước Việt Nam, luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết như sau. Mỗi lãnh đạo lên chức thì đều có sự thay đổi và muốn mang dấu ấn gì đấy trong nhiệm kỳ của mình. Thế nhưng thay vì dấu ấn tốt thì để lại tỉ vết, tôi nghĩ họ đi lòng vòng do nhận thức từ lãnh đạo và cả từ ban cố vấn. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng của Việt Nam với cú thị đớp thịt bò rát vàng tại London làm rung động truyền thông quốc tế và trong nước. Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang viết nhận xét trên trang cá nhân của mình rằng thẻ căn cước là sự kiện vừa bi vừa hài. Chuyện về cái tên gọi giấy tờ tùy thân này không phải là chuyện nhỏ vì nó phản ánh toàn bộ cung cách quản lý nhà nước. Từ ngày cách mạng đến nay mọi thứ vận động theo quy luật đèn cổ chạy tít mù nhưng sau đó lại quay về chỗ ban đầu. Vẫn theo ông Trang, chấp nhận việc này quốc hội tỏ ra có tiến bộ. Ông Hóa Mình đề nghị quốc hội nên mau quay lại thực hiện hiến pháp 1946 của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho hợp lý, hợp tình. Công luận cho rằng đây là một việc rất nhỏ, song đã bộc lộ một thứ tư duy thiền cận, thiếu tầm nhìn và không ổn định của bộ máy nhà nước ở Việt Nam hiện nay, cũng như một sự vô trách nhiệm không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách và sự phiền phức cho người dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chưa nhìn chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Thẻ căn cước, tiết mù rồi lại vòng quay lại và đỉnh cao trí tuệ lãnh đạo Việt Nam đến đầu. Đến bao giờ Tổng Bí Thư mới cho bắt ông Trùm nhóm lợi ích điện lực Trần Tuấn Ảnh? Tờ báo Thanh Niên ra ngày 1 tháng 12 đưa tin EVN thay Tổng Giám đốc. Bản tin cho biết Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội làm Tổng giám đốc EVN bắt đầu từ hôm 1 tháng 12. Về lý do bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn làm Tổng giám đốc EVN thay thế ông Nguyễn Đình Nhân, báo Thanh niên cho biết quyết định dựa trên kết luận thanh tra về quản lý, vận hành, cung cấp điện của EVN khi để xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ ở khu vực miền Bắc gây bất bình trong dư luận ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư. VN đã thay đổi tổng giám đốc. Được biết vào tháng 11 năm 2023, ông Nguyễn Danh Sơn, giám đốc công ty mua bán điện thuộc EVN là trường hợp thứ 6 bị bắt sau 5 giới chức thuộc cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương và EVN bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam vì tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Giới thạo tin cũng tiết lộ kẻ đứng sau giật dây cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và là tổng chỉ huy của nhóm lợi ích điện lực. Không ai khác, chính là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Trong những ngày này, ông Trần Tuấn Anh đang ở trong tình trạng ăn không ngon, ngủ không yên và giật mình thòn thót. Nhất là còn có thông tin cho rằng việc Trần Tuấn Anh bị bắt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tại nhiệm kỳ đại hội thứ 12 từ năm 2016 cho năm 2021, ông Trần Tuấn Anh là Bộ trưởng Bộ Công Thương kế nhiệm cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Giai đoạn đó, ông Trần Tuấn Anh đã dính líu đến rất nhiều bê bối trầm trọng và có khả năng phải chấm dứt sự nghiệp chính trị dù rằng tuổi vẫn chưa cao mà cụ thể có thể liệt kê được những vấn đề như sau. Thứ nhất là trong giai đoạn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Tuấn Anh có nhiều dấu hiệu cho thấy đã bật đèn xanh cho Bộ Công Thương đi đêm với công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen để triển khai dự án thép Hoa Sen cả ná mang hơi hướng của vụ Formosa Hà Tĩnh là một vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng các tỉnh miền Trung. Bộ trưởng Bộ Công Thương và Trần Tuấn Anh là anh em cọc trèo với Chủ tịch tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ. Người từng tuyên bố câu phát biểu để đời như sau, ngu gì không làm thép. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đương kim Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, trưởng ban Kinh tế Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vấn đề thứ hai là có những vết chàm liên quan đến các nhóm lợi ích chính sách như Petrolimax và EVN là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã dung túng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ chỗ không được quyền quyết định theo quyết định số 69 của, của Chính phủ đến chỗ được chủ động quyết định tăng giá đến 20% giá điện mỗi năm. Đồng thời, thẩm quyền của Bộ Công Thương cũng tăng tương ứng từ chỗ được quyết định tăng giá điện tối đa 20% mỗi năm lên tới 40% mỗi năm. Điều đó có nghĩa là EVN thậm chí cũng không cần đến Bộ Công Thương để quyết định chỉ cần chính phủ chấp thuận đề xuất trên là lập tức EVN có quyền tự tăng giá điện ít nhất 20% mỗi năm. Đó là lý do vì sao trong nhiều năm qua EVN kinh doanh thì lỗ lã nhưng tất cả đổ lên đầu người dân phải chịu. Ngoài ra còn có các bê bối về đạo đức của ông Trần Tuấn Anh ông Tuấn Anh từng gây nóng dư luận khi vào đầu năm 2019, ông đã điều xe ô tô công của Bộ Công Thương ra tận chân cầu thang máy bay ở phi trường nội bài Hà Nội để đón vợ theo cách thức đón lãnh đạo cấp cao. Nhưng vì Trần Tuấn Anh là con trai của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương và là cháu cưng của Tổng Trọng, nên mọi việc đã rơi vào im lặng, đáng kể. Tại hội nghị 13, Trần Tuấn Anh, một kẻ bối và suy thoái đạo đức, vẫn trở thành Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, giữ chức vụ trưởng ban kinh tế trung ương. Tuy nhiên, ban kinh tế trung ương nơi anh ngồi ghế trưởng ban được xem là một trạm trung chuyển các quan chức cấp cao vi phạm, ngồi chờ án kỷ luật. Đến nay người ta mới vỡ lẽ, ông Nguyễn Phú Trọng chơi chiêu hư hư thực thực và đã khiến cho số đông nghĩ rằng Trần Tuấn Anh đang bị chờ kỷ luật, khiến cho các đối thủ của ông Trọng bớt để ý đến Trần Tuấn Anh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng già nua đã ngồi đến nhiệm kỳ thứ ba trái cả điều lệ của Đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh về giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương chỉ là chỗ để Trần Tuấn Anh núp để mà tránh bị kỷ luật hay bị bắt giảm. Rõ ràng hơn một nửa nhiệm kỳ đại hội 13, người ta thấy Trần Tuấn Anh gần như không làm việc gì. Đó là chưa kể tới các kỳ bỏ phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương gần đây, kết quả cho thấy Trần Tuấn Anh luôn đội sổ về số phiếu tín nhiệm. Trong công tác nhân sự, Tổng bí thư Trọng thì luôn khẳng định không đưa vào ban chấp hành trung ương những phần tử cơ hội chính trị có biểu hiện tham nhũng và lợi ích nhóm. Công luận đề nghị Tổng Bí Thư làm rõ với nhân sự có tên là Trần Tuấn Anh có đủ tiêu chuẩn để trở thành Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, trưởng ban Kinh tế Trung ương hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Đến bao giờ Tổng Bí Thư mới cho bắt ông Trùm nhóm lợi ích điện lực Trần Tuấn Anh? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề.